Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kiểu này, ta cùng nhau quay trở về server F175. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Thì hôm nay đến với quay trở về server F175 thì hôm nay chắc là mình sẽ nhích một chút lên tí cái nhật ký đi. Để thấy để lâu lâu mà tử hồn cũng nhiều rồi. Thì ở đây có hai cái nhật ký mà mình có thể kích được sớm, nhưng hôm nay chưa chắc kích được luôn mà chỉ kích được một cái trước thôi. Thì ở đây có hai cái nhật ký này, hai cái nhật ký đơn giản mà nhiều người có thể kích được, là cái nhật ký của cái tù nhân Imberdown và cái nhóm CP9 này. Thì với cái tù nhân Imberdown thì tăng cho bạn các chỉ số liên quan đến vật công, ma công, vật phòng, ma phòng và sinh mệnh, và tăng thêm khả năng trị liệu. Còn ở bên cái nhóm CP9 thì nó tăng bạn tuyệt chiêu vật phòng, tuyệt chiêu phòng, ma phòng và tăng sinh mệnh. Bên cạnh đó có thêm cả thủy kích và cái chỉ số nhanh nhẹn nữa. Như vậy thì với hai cái nhật ký này ở đây thì mình sẽ ưu tiên kích cái nhật ký CP9 hơn, tại vì nó liên quan cả có cả nguyên tố và có cả nhanh nhẹn. Là cái chỉ số mà mình đang chơi thiên là tuyệt chiêu, đặc biệt là mình đang nhắm rất cao sẽ lên con kinh, tỷ lệ cao thôi. Còn lúc thực sự có lên không thì không biết. Còn cái giá kích hoạt của hai cái nhật ký thì tương tự nhau thôi, mỗi cái mất 50k vàng thôi. Còn nếu có những nhật ký mất 200k vàng nhé, nó tùy thôi. Nhưng mà với cái nhật ký này khoảng 50k vàng. Tại vì cái tử hồn mình sợ không đủ hết luôn, chứ chắc chắn là mình sẽ kích cả hai nhật ký này. Nhưng mà tuy nhiên là do cái lượng tử hồn có hạn thì chắc mình kích cái bên này trước. Rồi thì đi kích hoạt nhé. Mình quay trở về chỗ ảnh hồn xem con nào chưa nâng xong thì nâng này. Ví dụ như trước thì đã có sẵn ở đây, mình đã nâng xong con Lucy với con nào đó, thì kiểm tra lại tí nào. Ở đây mình đã nâng xong Lucy với Kaku rồi, vì mình đã lên con Kaku Sura, chắc chắn là con Kaku Haki mình đã lên rồi. Ngoài ra con Lucy mới lên hôm trước thì còn con Khalifa với con Jabba. Thì ở đây mình quay trở về trong cái chỗ tính năng ảnh hồn nhé. Thì con này nâng thì chủ yếu mình nâng qua ảnh hồn thôi, cái kia không quan trọng lắm đâu. Thì ở đây mình phải để ý một chút xíu, những cái con tướng mà trong cái nhật ký đó sẽ không nằm trong cái chỗ vào chỗ đồng đội tiến hóa này. Thì cái đồng đội tiến hóa tình tiết không cần quan tâm, vì hai con đấy mấy con còn chưa lên thì không nằm trong cái đấy. Con này thì tiếp tục sang bên đồng đội tự do và dò đồng đội tự do nhé. Ví dụ ở đây bạn thấy một điều là, ví dụ đồng đội tự do đây có con buggy của cái nhật ký khác này, hay là ví dụ bên này ta có con trang này không có gì đâu, sang tiếp trang tiếp theo. Đây trang tiếp theo mình có con Khalifa này, Khalifa là mình tiến hóa mức 1 rồi. Mà có những con nó tiến hóa 2 lần ảnh hồn cơ, thì con này tiến hóa mức 1. Nhưng mà cái con mà trong cái nhật ký là con tiến hóa Haki, nên là con này vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn nhá. Nên mà gọi như mà phải tiến hóa cái 1 trước xong sang tiếp cái 2. Tức là con Jabba đấy mà thấy có cái 1 thì mình tiến hóa cái 1. Và bên này nữa còn con nào không nhỉ? Bên này hết rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục sang tiếp trước con Lucy, những con nằm bên này cũng có sao ấy. Nói chung là các bạn phải kiểm tra bên 1 trước xong sang bên 2 nhá. Đây mình nhìn lướt lướt thôi thì cũng không nhớ Lucy mình tiến hóa xong rồi. Lucy không liên quan bên này lắm. Rồi, sang 2 lần liên tiếp này. Thì sang 2 lần liên tiếp bạn tiếp tục bạn nhìn ở đây thì bạn sẽ thấy điều sang bên này. Mình sẽ thấy ở đây ví dụ con Lucy mình đã tiến hóa xong rồi nhé. Ở tiếp tục bên này tiếp đây là con Khalifa mất thêm 3.000 tử hồn và con Jabba mất 2.500 đây. Mình tiến hành tiến hóa lên. Thì cái điều kiện tiến hóa để ý, cái này không yêu cầu chuyển sinh, cấp phải đạt 110 và phải có 3.000 và có chiến tích, đúng không? Thì mình đủ điều kiện thì mình tiến hóa thôi. Là mình tiến hóa đây là xong. Nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà bạn sẽ gặp tình trạng là không tiến hóa được nếu như bạn chưa tiến hóa ảnh hồn lần 1. Và ngoài ra nữa bạn có thể bạn chưa chiêu mộ tướng thì bạn cũng không tiến hóa được, nên mình phải chú ý những cái vấn đề đấy. Tiếp tục sang tiếp bên này, sẽ sang tiếp 2 lần liên tiếp mình tìm tiếp con Jabba. Đây tìm con này tiếp mình tiến hóa tiếp. Thì con tướng trong ảnh hồn tối đa tiến hóa 2 lần thôi, có những con chỉ tiến hóa 1 lần, có con cao nhất đến 2 lần. Thì sau khi mình xử lý xong cái này tiếp mình quay trở về chỗ tính năng Haki. Đấy nó yêu cầu con Haki, bây giờ mình chỉ cần mình kiểm tra nhẹ cái nhật ký bạn thấy là sẽ chưa sáng đèn này. Các bạn thấy là ở đây bạn thấy con Khalifa chưa sáng không? Con Jabba thì đạt rồi. Con Jabba đây chỉ yêu cầu là tiến hóa 2 lần liên tiếp thôi. Thì mỗi lần bạn nâng một cấp con tướng ấy thì bạn không biết là con tướng Sura hay Haki hay ảnh hồn hay cái gì ấy, thì bạn cứ tiến hóa xong một cấp bạn quay trở về xem nhật ký nó sáng hay chưa. Ví dụ ở đây con Jabba sáng rồi, con này không có tiến hóa thêm Haki gì cả, hoặc là có nhưng không cần thiết đến, đúng không? Còn bây giờ là mỗi con Khalifa chưa sáng thì nó sẽ cần thêm lần tiến hóa nữa. Thế rồi mình sẽ đi vào đây tiếp mình kiểm tra tiến hóa ở đây. Thì sẽ quay ở chỗ này thì có cái hai bên em bình thường chúng ta hay quan tâm cái chỗ tiến giai Sura vì con mạnh toàn như thế đúng không? Nhưng mà đây hiện tại đây mình sẽ phải để ý cả cái đột phá Haki này. Thì con Khalifa đây chỉ cần 7 cấp Haki sẽ đột phá thôi là sẽ ok được đúng không? Nên mình sẽ tiến hóa nó sẽ cần là yêu cầu là 7 cấp Haki và một level 175. Thì 7 cấp Haki nó khá là nhẹ nên thành ra đơn giản thôi. Ở chỗ này có một chỗ mình phải đính chính một chút, vì mình thấy có bạn comment ở trong một cái video của mình, chẳng qua là nó mình chưa trả lời vì lâu, tại vì mình chưa gặp trường hợp tương tự để mình test lại. Nhưng mà khi trong trường hợp ở đây, ví dụ lần trước mình lên con Lucy thì mình thấy một vấn đề người ta nói đúng, nên người ta sẽ đính chính lại một chút như sau. Thì ở trong cái video về kỷ nguyên hải tặc của phần 650 của cái chuỗi sự kiện sinh nhật ấy, một số con mình chưa kích cái nhật ký ấy, mình nhắc đến vấn đề là mình kiểu ví dụ như là con Khalifa mình sợ kiểu mình thiếu cái Sura thì mình không có kích hoạt được ấy. Thì cái đấy là mình nói không chính xác. Vì ở đây bạn 19851 cách đây 2 tháng mà con nhắn với mình đấy là Lucy Haki được rồi, không cần lên Sura.
Và ngoài ra nữa nó yêu cầu tiến hóa Haki thôi, hai con trước cũng vậy. Thế ý của nó là những cái con trong nhà không nhất thiết phải lên Sura. Thì đúng, chính xác, bạn nói đúng. Và đấy là điều mình phải nhấn mạnh trong video này, để những bạn nào có không may hiểu nhầm như mình thì có thể tránh được cái rủi ro đó. Còn từ tất nhiên là nó chỉ mất 7 cấp, nó chả tốn bao nhiêu cả, nhưng mà tiết kiệm thế nào hay thế đó. Còn tại bình thường mình sẽ không để ý cái đấy. Đấy, thì bình thường mình hay lên tướng luôn, không để ý cái đấy. Ví dụ như trường hợp đây làm thử cho bạn xem nhé. Thì mình sẽ bỏ trống cái ô Sura. Bình thường mà tiến hóa Sura phải tiến cả Sura, nhưng con này chỉ là Haki thôi. Ví dụ mình lên 7 cấp nhé. Mình tiến hóa này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Nó hiện ra chứ có thể đột phá này, ấn đột phá nhé. Đấy, à, là xong. Thế bây giờ mình quay về cái nhật ký này. Ok, mà thấy sáng hết chưa? Mình có thể kích hoạt được chưa? Thì đấy là cái này là cái mà khán giả nói đúng, và mình phải ghi nhận điều đó. Nhưng tại sao vì 2 tháng rồi bây giờ mới đi xử lý cái vấn đề này? Tại vì mình phải gặp cái nick tương tự như thế để mình xử lý. Còn lúc đấy thời điểm đó thực ra mình có thể dùng chính cái nick trong video của cái video đợt mình quay đó, nhưng mà do lúc đấy mình bận mình chưa xử lý được. Mà đến tận thời điểm này cái nick đấy của mình vẫn chưa lên cái nhật ký này. Mà hôm nay mình tiện cái nick này đây, mình đính chính trong này luôn. Nên thành ra mình phải ghi nhận điều đó. Và đó là thứ mình kỳ vọng rất nhiều khi mình làm kênh, là mình mong là khán giả có thể chỉ ra những cái lỗi sai của mình để người ta đi ghi nhận, học hỏi nhau để người ta giỏi lên, đúng không? Một số bạn cứ nghĩ là mình sẽ không lắng nghe cái ý kiến đó, nhưng vấn đề không phải vấn đề như thế. Mà khi mình chưa trả lời ai đó, một phần do mình bận. Cái thứ hai có thể cái vấn đề đó mình chưa gặp trường hợp tương tự để mình kiểm chứng. Tại nhiều cái bạn bảo vậy thôi, mình phải có một cái nick mình thử chứ, vì các nick khác mình lỡ ấn cả Sura rồi, đúng không? Thì bây giờ mình phải kiếm cái nick nào mình không ấn Sura, mình xem thực tế có đúng như người ta nói không. Và nếu mà đúng như người ta nói thì phải đính chính lại để ghi nhận điều đó. Không, mình không ngại điều đấy, và mình rất là mong các khán giả khác cũng sẽ làm điều tương tự như bạn đấy. Đó, thấy cái gì mình làm sai thì nói cho mình biết, đúng không? Để mình có thể mình đính chính lại, anh em cùng nhau học hỏi nhau, chứ không đừng có thần thánh hóa là cái gì mình cũng biết. Tại mình vì cái tư tưởng chơi game thì mình sẽ nắm được, tại mình chơi game này lâu. Nhưng có những cái tiểu tiết trong game thì đôi khi 7 cấp Haki nó rẻ quá mình không để ý ấy. Đấy, thì những cái nhỏ nhỏ đấy đôi khi mình không để ý. Nhưng mà tuy nhiên đối với một người chơi cày chay ấy, thì cái việc mà tiết kiệm tí nào hay tí đó, nên cái việc này mình vẫn phải đính chính lại này, và mình phải nhận lỗi ở trong video đó mình nói sai, đúng không? Và mình xác nhận điều đó và mình nói lại trong các video này, chúng ta cùng nhau học hỏi nhau cái đấy thôi. Nhưng mà có cái điều vì sao một số bạn cũng góp ý mà tại sao mình không có ưa. Tại vì đơn giản là không phải mình giận các bạn chỉ ra lỗi sai của mình đâu, mà có cái vấn đề góp ý ở đây là mình mong các bạn khi xem kênh của mình góp ý mình về mặt chuyên môn game. Nhưng lại rất nhiều bạn cứ góp ý về cái cách làm kênh. Thế cách làm kênh thì mình không muốn nghe sự góp ý. Bao giờ mình tự tin có thể lắng nghe sự góp ý, mình sẽ bảo các bạn góp ý cho mình xem nên làm kênh như thế nào cho hợp lý. Còn giai đoạn này là mình đang làm theo ý của mình, và nên mình chỉ cần các bạn góp ý về mặt chuyên môn thôi. Ví dụ như cái trường hợp này anh Xuân bảo là ví dụ con Khalifa phải lên cả Sura, nhưng mà trường hợp bạn thấy là không, ông này nói sai rồi, không cần Sura, vẫn chỉ cần 3 Haki là được, thì bạn nhắc như vậy và mình thấy đúng, mình sẽ ghi nhận điều đó, mình sẽ đính chính lại. Không, như vậy sẽ hợp lý nhất. Còn ví dụ như bạn bảo anh ơi anh làm game này đi, lên làm game kia đi, thì cái đấy là thứ mình không bao giờ mình lắng nghe đâu. Tại vì ở giai đoạn này kinh tế mình đang yếu, mình chỉ tập trung làm cái thứ mình đang kiểu cho là cái bản cái kiểu những cái gì nó gọi cho là cái gì đó là thế mạnh của mình làm thôi. Còn có những cái game này game kia nó thật làm gì có thời gian mà làm đâu. Thì khi bạn góp ý về cách làm kênh ấy, ở giai đoạn này ấy, là mình sẽ không lắng nghe đâu. Bao giờ mình có kinh tế cứng hơn hoặc mình có cái cơ hội gì đó mình có thể phát huy được ấy, thì mình sẽ bảo sẽ tự chủ động sẽ hỏi các bạn là bạn ơi góp ý cho mình xem bây giờ này mới phát triển kênh như thế nào. Còn ở giai đoạn này ấy, mình chỉ lắng nghe các ý kiến, giống như trường hợp này là người ta góp ý đúng, mặc dù cái vấn đề rất là nhỏ nhưng tuy nhiên người ta nói đúng thì phải nói là đúng đấy, và mình thích cái điều đó thì nó sẽ làm mình chơi game khôn hơn. Và ngoài ra nữa có một số vấn đề nữa là bạn phải chú ý là có một số cái thứ ấy nó đã xảy ra rồi, mà nếu giả sử như nó có cái nguyên nhân dẫn đến việc đó rồi thì bạn không nên nói lại nữa. Tại vì cũng ở đây mình cũng nhấn mạnh lại cái trường hợp của Ngọc Trận Hình, đúng không? Tại mình thấy mình, tại vì khi mình trực chat ấy, rất nhiều bạn cứ nhắn đi là tại sao phải chọn cái đấy, thì bạn nào phải xem hết cái quá trình series bạn thấy một điều là lúc đầu tôi không định lên điều đó, chẳng qua do chủ nick có sự cố mình tưởng nghỉ game rồi thì mình chốt bừa cái này, mình chốt video thôi, đúng không? Chứ còn lúc đầu mình không có định lên Ngọc Trận Hình, lúc đầu mình tính là một là nhảy siêu tướng, không thì lên cái trá quỷ tăng cường tăng độ, đúng không? Đấy là cái sự lựa chọn của mình. Nhưng do cái hoàn cảnh chi phối dẫn điều đó, tức là bản chất của tôi lúc đầu không định chọn Ngọc Trận Hình, chẳng qua do cái hoàn cảnh xô đẩy tôi chọn Ngọc Trận Hình thôi. Nên thành ra khi bạn góp ý vấn đề đấy mình cũng sẽ không nghe. Đấy, đơn giản là vì lúc đầu mình không có ý chọn Ngọc Trận Hình, mà chỉ do vấn đề này vấn đề kia tác động khiến mình tưởng series kết thúc sớm thì mình chọn cái gì đó để mình chốt luôn video, đúng không?
Còn cái vấn đề về cái chỗ Haki này là cái đấy hoàn toàn là mình sai bản chất, đúng không? Con tướng đó không cần Sura nhưng mình lại nói là cần Sura, thì cái này là thứ mình sẽ lắng nghe này. Đấy, đây thật ra cũng là cái vấn đề góp ý, thì cái cách mà góp ý làm sao hợp lý, đúng không? Tức là mình luôn muốn lắng nghe các ý kiến giúp mình có thể giỏi lên. Mình không ngại câu chuyện là mình nói sai. Tại vì thật mình mỗi mình làm cái game này mà mình quay rất là nhiều. Cái chuyện mình nói sai là chuyện bình thường, đúng không? Cái tổng thể mình không sai, nhưng một cái tiểu tiết ở đó mình sai là chuyện hết sức bình thường. Và mình luôn lắng nghe điều đó, để vì cái điều bạn nói đúng ấy nó giúp mình khôn lên và giúp mình tiết kiệm rất nhiều chi phí, không? Nên điều đó là mình rất lắng nghe. Nhưng mà chỉ nhấn mạnh các bạn chút là không góp ý về cách làm game, cách làm kênh, không góp ý cách làm kênh. Cái thứ hai là không góp ý những cái thứ gì mà nó do cái hoàn cảnh gì đó nó dẫn đến điều đó, đúng không? Mà chỉ góp ý những cái gì liên quan đến sai bản chất, là mình nói một cái gì đó trong game mà nó sai thì bạn góp ý cho mình. Và đôi khi bạn góp ý cho mình cũng chú ý một chút là đôi khi do mình bận nhiều thứ, có những cái mình chưa tương tác trả lời lại được, thì nó sẽ lưu ở cái phần tin nhắn chờ. Và sau khi ví dụ như hôm nay sau khi mình quay xong video này, mình sẽ hồi đáp lại bạn 19851, dù cho là bạn đã bình luận cách đây 2 tháng là do mình quá bận mình chưa xử lý được vấn đề này, nhưng mình thấy là bạn có chắc vấn đề này, thì sau khi mình quay xong video này mình sẽ trả lời cho bạn đấy. Chứ còn lúc mà mình chưa xử lý được vấn đề đó ấy, thì cái tin nhắn đó mình sẽ không rep, đúng không? Tại vì đơn giản mình rep xong mình có làm gì đâu, mà mình sẽ đính chính trong một video này, sau đó mình ghi nhận điều đó đấy. Nên là ra bạn thông cảm vậy, tức là có cái góp ý của bạn đấy, không phải mình không lắng nghe, mà sau có cái thời điểm đó mình chưa xử lý được, và khi mình rảnh hơn mình sẽ quay về xử lý đấy. Một số cái chia sẻ vào nhé, để cho ta hiểu nhau làm sao xây dựng cái kênh nó chuyên môn, nó đúng hơn, cũng như là cái cộng đồng nó yên bình, nó kiểu nó có những cái kiến thức chuẩn hơn, đúng không? Còn lại mình không ngại câu chuyện là bạn chỉ ra cái lỗi sai của mình đâu, nhưng phải chỉ ra nó hợp lý, đúng không? Chứ đặc biệt là tránh là góp ý những thứ mà mình không quan tâm, đúng không? Còn bao giờ mình quan tâm những vấn đề khác, mình sẽ chủ động bảo các bạn góp ý cho mình đấy. Còn bây giờ quay trở về chuyên môn nhé, sau khi đã thống nhất xong cái vấn đề về cái Haki nhé, là không cần Sura nhé, mình kích hoạt lên thôi. Để tiêu tối mình mất 50k vàng xác nhận lên này, thì kích hoạt lên sau đó mình sẽ tăng cấp lên, thì chắc là tăng khoảng tầm từ 5 đến 10 cấp thôi, thì được bao nhiêu thì tăng thôi. Mình chọn vật phẩm nhé, 5 cấp đầu thì khá là rẻ, mấy cấp sau thì hơi tốn hơn chút xíu, nhưng mà được thì bao nhiêu thì được thôi. Còn cái nhật ký bên cạnh thì chắc sẽ hơi khó hơn một chút xíu đấy, tại cái nhật ký đấy do mình chưa đủ tử hồn ngay lập tức thôi. Mình kích cái này trước đã, cái kia đủ thì kích luôn, không đủ thì ngày mai ngày kia kích cũng được. Đây xong 10 cấp nhé. Rồi cái nhật ký bên này thì mình vướng ở chỗ ở đây, vướng con Boogie sẽ khá mất thời gian, nên mình xem đủ nhé. Ví dụ mình quay về chỗ ảnh hồn này, mình lại tiến tu thập. Ở đây, cái này nó chưa qua 4 giờ sáng là ngày cũ. Con Boogie nó hơi khác biệt một chút xíu nhé, bạn ý. Con Boogie thì cái đồng đội tự do này là tiến hóa bằng cái hồn xanh, không phải tử hồn mà là cái lục hồn. Đó. Cái hồn hồn xanh xanh này, nó không tiến hóa bằng cái hồn đỏ đỏ này. Đấy thì ra là mình bắt buộc sang ngày mới mình đào thêm tí mới đủ được cái 2000 kia. Và đủ 2000 kia mới tiến hóa được cái này, bắt đầu mới sang tiếp con 2 lần liên tiếp. Còn nếu mình tiến hóa thẳng con này luôn sẽ không được nhé, bắt mình phải tiến hóa con này trước xong mới sang tiếp cái con bên này. Mặc dù hình dáng trông rất là giống nhau, nhưng riêng mình mất 2 lần tiến hóa như vậy, nên mình bắt buộc phải chờ sang ngày mới. Nhưng mình ước lượng thử cái số lượng tử hồn xem đủ chưa nhé. Thì con Boogie ở đây mình mất được 1500 này. Thôi mình xem lại tí cái này nó còn những con gì được. Đủ thì mình quay luôn video này, không thì sang video khác mình quay thôi, cũng chẳng vấn đề lắm. Mr. 3 với lại Mr. 1 với Boogie đúng không? Mr. 3, Mr. 1 Boogie thì kiểm tra nhé. Đầu tiên mình kiểm tra cái ô số 1 thì con Boogie là hồn xanh thì bỏ qua một bên đã nhé. Thì cái này nó mình đang tính cái tử hồn thôi. Thì ở đây tiếp tục sang bên này Mr. 1 là mất 1500 này. Tiếp tục là sang bên này tiếp mình xem có con nào nó dính ở đây thì đếm thôi. Mr. 3 ở đây 1500 mất 43.000 này. Tiếp tục sang tiếp bên này là hết rồi đúng không? Sang 2 lần liên tiếp thì tiếp tục sẽ gặp lại là con này mất 1500 nữa. Như vậy là mất 4.500 thì coi như chỗ này sang ngày mới đào chắc được 4.500 rồi, như hết sạch rồi thì chắc chắn là sẽ thiếu. Thôi thì mình sẽ còn lại một số con nữa, như là Mr. 1 4.000, hay là sang bên này tiếp là có cái nào không nhỉ? Hết rồi không? Kiểm tra tiếp bên này xem nào. Đấy hết rồi. Thôi thì mình sẽ bị thiếu một con Mr. 1, còn Mr. 3 như không có. Đấy thì vấn đề như vậy, nên thành ra là cái nhật ký tiếp theo thì sẽ kích sau, còn trước sau thì sẽ kích thôi, thì sẽ kích sau. Tiếp tục bây giờ thế sau khi xử lý xong cái đấy rồi thì mình tiếp tục quay trở về vấn đề về mặt đội hình nhé. Tại vì ở đây đội hình thì ở đây mình có sự xáo trộn rất nhiều về đội hình. Tức là cái đội hình thì ngày xưa như sau. Lúc ở đây mình tóm gọn thôi, tại vì nó rất nhiều chiến báo mà nó trôi qua rồi nó cũng rất là khó. Thì ở đây ngày xưa mình để đồng đội thứ 6 là con Boa này. Sau đó thì ngày xưa thì sau cái quá trình đánh nhau ấy, lúc thì mình để con Lord Slot 1. Sau đến Oden, sau đến Main, đến Queen, đến Frankie, sau đến Queen, đến Main. Ở đây bạn ý là trái ác quỷ có điều chỉnh được chút xíu nhé, là mình cho tất cả các trái tăng nộ lên level 10. Ví dụ ở đây là trái của trí thức dừng lại đây level 10, hay là bên này con lo đây cũng là trái cộng 10, hay là con queen ở đây cũng là trái cộng 9, queen thì cộng 9 thôi đấy. Và Oden ở đây thì trái ác quỷ nó sẽ là cộng 10 đấy.
để về sau để mình đảo vị trí thì cho tròn nộ, nên mình sẽ thay đổi chút vậy. Và để tròn được như vậy mình chấp nhận phải hạ cái trái này xuống một cấp. Ngày xưa như là cộng 8 hay cộng 9 thì đấy xuống cộng cộng 7. Đấy, để đánh đổi chút xíu để đổi lại có thể nộ sớm. Còn cái thứ tự tướng thì lúc thì mình để như vậy với tinh thần là sao? Là mình muốn dùng con lo đánh thường búp 25 nộ cho ô đen đủ nộ đánh luôn. Xong ô đen đánh tiếp thì hai con này cộng với nhau ấy, nó sẽ đủ nộ cho con phanh kỳ nộ tiếp. Còn phanh kỳ nộ không búp nộ gì cả, nhưng mà hai con này cộng ấy, con lo con ô đen đã búp đủ cho con queen nộ rồi, để cho cả cái team này nó nộ hết. Con main thì mình không quan tâm nhé, mình tính bốn con chính này thôi. Đấy. Còn về sau có những lúc mình lại chơi theo kiểu này, mình lại để cho con Oden lùi xuống, mình cho Franky đánh trước. Vẫn chơi đánh thường, mình để Oden lùi xuống đây tí, cũng kiểu kiểu vậy. Nhìn Franky đánh thường, còn lo đánh thường, Franky đánh thường và vẫn là hai con sau thì vẫn nộ. Nhưng cũng có thời điểm mình lại để Franky xuống cuối cùng. Mình để Oden đây, tức là lo búp cho Oden nộ, Queen nộ. À không, Queen đấy là đánh thường. Queen vẫn nộ thì hai con này búp là đủ nộ rồi. Xong rồi đến con Franky đánh phủ phát nữa phía sau. Và cũng có những thời điểm mình để Franky lên đầu để búp 25 nộ, xong đến lo phía sau, xong đến Oden đến Queen. Hoặc có những cái thời điểm khác thì lại là cái gì, lại cho con lo lùi xuống, Oden lên trước. Thì Oden chỉ cần 25 nộ nộ rồi, để bên này không có nhu trí, bên này đối thủ gần như không chơi nhu trí. Đấy, hoặc cũng có thời điểm mình để con lo đứng sau đây. Kiểu kiểu vậy. Tức mình cứ đảo đi đảo lại thôi, nhưng mình thấy đa số và những cái thời điểm mình bỏ luôn đội thứ 6 ra. Nhưng mà đến thời cho mình thấy cảm giác nó vẫn không an toàn lắm. Còn đến hôm nay ở thời điểm mình quay đoạn này ấy, là nó sang ngày mùng 1, sang đầu tháng 3 rồi. Thì ngày 29 tháng 2 ấy, là nó điều chỉnh tướng, nó fix lại con lo một chút xíu. Tức là con lo ngày xưa thì nó miễn đam đánh nộ, miễn đam đánh thừa trong lượt 1 đúng không? Thì như vậy mình để con lo đánh, thì đôi khi mình hay cố gắng cho con lo đánh sớm. Tại vì hoặc đánh trễ một tí cũng chẳng quan trọng lắm, nhưng đại khái là miễn đánh thường. Thì mình để con lo trong những phạm vi từ 1, 2, 3, chậm nhất đến 4. Nói chung là để cho ra đoàn sớm một tí xíu. Nhưng đến thời điểm này con lo được fix lại, nó thay việc miễn đánh thường tân 1, nó chuyển thành miễn đánh nộ. Nên thành ra mình bắt đầu đến giai đoạn bắt đầu xong một đời thí nghiệm binh tinh, mình đổi con lo xuống. Đầu tiên là mình thử là để phanh kia đến con lo thứ hai luôn. Thì bây giờ con lo ấy nó không bị miễn đánh thường nữa thì nó sẽ nhận được nộ. Ngày xưa khi nó miễn đánh thường ấy thì con phanh kia búp nộ, con lo sẽ không nhận nộ. Đó. Nhưng bây giờ nó chuyển sang miễn đánh nộ thì như vậy con lo sẽ nhận được nộ. Tức là phanh kia đánh phát là Oden là búp phát cho con lo nộ luôn, cho đến Oden đến Queen. Nhưng mình thấy cũng chưa hiệu quả lắm. Thì để tận dụng cái khả năng miễn đánh nộ của nó thì mình chuyển xuống slot 5. Nên mình chơi con này cho bên kia đánh trước. Sau đấy lại thì để con main lùi xuống đây thì vẫn là phanh kia búp cho Oden, xong đến con main cho đến Queen đến lo. Thì ở cái thời điểm mình quay cái đoạn này là mình đang chốt đội hình như thế này. Nhưng đội hình này tạm thời thấy cửa thắng rất là cao. Nhưng mà tuy nhiên đấy là thế mình đánh trước, còn thế mình đánh sau thì chưa biết nào một lần ấy. Thì ở thời điểm này vẫn đang ở mình đang quay video khoảng tầm 3:30 sáng, thì lúc đấy thì mình sẽ chưa biết được cái đánh sau như thế nào. Còn lượt đấu trường hết rồi, nhưng mình đánh mấy trận rồi đây thì mình thấy đánh là gần như là nó ok hết. Ví dụ đây cho bạn xem một số chiến báo khi mình để như vậy nhé, thì thấy đánh là khá là hiệu quả, thật sự là thấy khá là hiệu quả. Nhưng mà đấy với thế đánh trước, còn đôi khi thực chiến ấy là mình xem cái đánh sau thế nào nữa. Còn các đội hình trước đó mình cho bạn xem ấy, đánh thì lúc thắng lúc thua, đối thủ cũng vậy mà mình cũng vậy thôi. Nhưng mình cảm giác mình lép vế hơn một chút xíu, tức là cái vẻ tỷ lệ mình thua nhiều hơn thắng, thực sự vậy. Còn đánh thì tất nhiên đánh mãi sẽ thắng được. Còn lần này hiện tại đang đánh thế này là, tức là mình khi mình để các trận đội hình cũ ấy, trước khi con lo được fix cũng như để các thế hệ đội hình cũ ấy, thì nhiều khi mình đánh trước ấy không phải 100% ăn. Nhưng mà với khi mình để như vậy mình cảm giác là cũng phải đến 99% mình sẽ ăn được. Tức là mình vẫn để 1% rủi ro. Nhưng mà tuy nhiên là do đối thủ hiện tại người ta chưa online, người ta chưa đánh trả, vì trận này mới bắt đầu mình mới đêm bắt đầu rảnh rảnh bắt đầu mới xếp lại, đi thí nghiệm xếp lại ấy. Nên là mình cũng chưa biết được là lúc người ta tấn công mình liệu có trụ được không, hay là mình sẽ lại vẫn dễ dàng thua thôi. Tại giai đoạn này mình vẫn chưa lên siêu tướng thì mình không thể tạo khác biệt quá lớn được. Mà nếu 34 mình lên siêu tướng mà người ta lại lên siêu tướng tiếp ấy, thì cũng có thể vẫn là 50-50, đúng không? Nên là giai đoạn này mình đang đánh giá là mình đang cửa dưới. Còn đến khi mình chốt đội hình này thì mình cảm giác là đánh trước mình đang ở cửa trên, nhưng mà đánh sau thế nào thì mình phải chờ đối thủ đánh mình. Nhưng mà mình đang quay video tầm này nên mình không thể có đối thủ đánh mình được. Đấy, mình chưa biết được nhá. Còn đây cho bạn xem là mình đang thí nghiệm đội hình để chốt đội hình này theo hướng là cho con lo đánh slot 5. Còn con lo để tối ưu sức mạnh thì đôi khi mình cần thêm một trái sát thương 8 sao nữa. Nhưng mà tuy nhiên bây giờ ấy, nếu mình dùng cái nguyên liệu để mình lấy trái sát thương 8 sao thì mình gần đủ rồi. Nhưng mà tuy nhiên nếu mình dùng như vậy ấy, thì mình sợ không có nguyên liệu để lên trái phong hồn. Mà trái phong hồn chắc chắn là cái nạp thẻ không cần nạp mắc thì nạp vừa vừa ấy, rồi chắc chắn mình sẽ có cả phong hồn. Đây là do mình sợ mất phong hồn nên mình cũng không dám ấy. Cái thứ hai là mình hoàn toàn có thể mua trái sát thương bằng vàng, nhưng mà tuy nhiên đang chuẩn bị đến 30 tháng 4 rồi, mình muốn dồn vàng chơi sự kiện lớn ấy. Nên mình cuối cùng mình chấp nhận con lo không có trái sát thương xịn, thì dùng cái trái 7 sao thì nó không hiệu quả lắm, đúng không? Và để tối ưu con lo đôi khi mình muốn dồn đồ con lo thì mình có quả sát thương xịn để tối ưu sát thương của nó thì hay hơn. Tại vì khi mình thấy điều chỉnh thì nó cũng điều chỉnh cái đánh nộ của con lo ấy, thay vì xóa lời nguyền hai con tăng thành 3 con
Như vậy thì việc mình có thêm một trái sát thương gây xoáy thêm sẽ lợi cho mình hơn rất là nhiều. Tất nhiên đánh có thể đen nhưng ứng vẫn thua, nhưng mình nghĩ là cái cửa thắng sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, thành ra mình cũng rất là có nguyện vọng muốn lên một trái tăng cường, nhưng mà tuy nhiên à một trái sát thương, nhưng mà cái hoàn cảnh hiện tại do mình tập trung cho siêu tướng thì mình sẽ bỏ qua vấn đề đấy nhé. Đấy thì mình thấy đánh đội hình này đánh trước thấy khá là ok. Nhưng mà tất nhiên phải chờ người ta online người ta điều chỉnh gì không, cũng như ví dụ ở đây mình chỉ đánh có 4-5 lượt, đúng không? Biết đâu lượt thứ 6 mình thua thì sao? Nên mình không được khẳng định được. Nên tạm thời trong thời điểm mình quay đoạn này cứ coi như mình cửa dưới một chút xíu nhé. Coi như mình cửa dưới chút xíu. Còn đường dài thì chả biết ai mạnh hơn ai đâu. Tại vì nếu hai người đều nạp tiền đều lên được tướng ấy thì thực sự là cũng rất là mông lung. Còn ở giai đoạn này mình vẫn cảm giác mình thua nhiều hơn thắng. Còn khi mình chốt đội hình này thì mình phải cần thêm trải nghiệm thêm. Còn đội hình này là mình xây dựng khi mà điều chỉnh tướng rồi, mình đổi lại tí trên cơ sở những con tướng mình đang có. Thực ra có những con tướng khác để lên có thể nó hỗ trợ phần nào đó, nhưng mà tuy nhiên vấn đề vẫn câu chuyện của bạn là sắp đến 30 tháng 4 rồi nhé. Bây giờ mới đầu sang tháng 3 rồi, đến tháng 4 còn khoảng tầm 2 tháng thôi, đúng không? 30 tháng 4 nhưng mà gọi là 30 tháng 4 thực ra ấy, sự kiện có thể ra trước một tuần so với ngày lễ, hoặc là ra đúng cái tuần này lễ, tức là đôi khi nó không được đầy 2 tháng đâu. Như vậy cái thời gian không còn dài, nếu bây giờ mình cố gắng mình lên cái gì đó để cố gắng tìm cách khắc chế đối thủ ấy thì mình sẽ rất dễ bị hụt tài nguyên để lên con siêu tướng. Nên tất cả vì siêu tướng thì mình chỉ tận dụng những gì mình đang có thôi. Tức là nó điều chỉnh con lo thì mình thay đổi cái vị trí con lo thôi. Còn bản chất là mình vẫn dùng những thứ đang có thôi. Vẫn là Funky, Odin, Queen để lo thôi. Còn theo lộ trình hiện tại thì nhiều khả năng là sang đầu tuần sau là mình bắt đầu sẽ lên được cái nguyên tố đầu tiên của Uta. Còn lý do chậm thì như chia sẻ các bạn ấy, là do ngày xưa rừng nạp đúng cái tuần nó bán nguyên tố, mà rừng nạp làm gì có vàng để mua, dẫn đến việc nó bị chậm. Mà đợt đấy thì một chuỗi sự kiện lớn liên tục, mà mỗi sự kiện lớn chiếm mất 2 tuần. Mà cái tuần sự kiện lớn thì làm gì có bán nguyên tố đâu. Nên thành ra về sau có nạp lại cũng không mua kịp, dẫn đến việc có gì chậm hơn 1 tháng. Rồi ví dụ bạn top 2 mà đang có 2 nguyên tố rồi, tại sao mình vẫn chưa có? Đấy, ví dụ đây. Thì đơn giản là mình dừng nạp đúng cái tuần bán nguyên tố này, bạn này có không? Đây, bạn có 2 nguyên tố. Đấy, thực ra mình cũng nhắm 2 nguyên tố, nhưng mà tuy nhiên điều là do bị vỡ kế hoạch do cái đợt chủ đích gặp sự cố. Đấy là lý do vì sao bị chậm nhé. Có những cái nó chậm rồi không thể khắc phục nhanh được. Đấy thì như vậy là kết thúc tuần này, sang tuần tiếp theo là sẽ lên được một nguyên tố đầu tiên về Uta. Sang tuần tiếp theo nữa mình sẽ lên nguyên tố thứ hai. Tại giờ cái tích điểm đó coi như đủ được 2 nguyên tố rồi. Đấy mình sẽ săn bằng khoảng cách nguyên tố với đối thủ. Nhưng có một thứ mình không bao giờ săn bằng được ở trong thời điểm này, đó là con siêu tướng. Mình sẽ không có Uta giai đoạn này. Không để chơi câu chuyện thấy người ta lên Uta mình lên theo được đâu, không lên được kiểu đấy. Mà bây giờ mình đã xác định như vậy rồi thì cứ việc lên siêu tướng nào sẽ chốt ở đợt 30 tháng 4. Còn giai đoạn này sẽ tận dụng những gì mình đang có. Đấy thì hôm nay trong video trước mình đã xử lý con pet, cũng như tẩy qua tí trang bị. Nó giúp mình tăng chỉ số chứ không giúp mình tăng hiệu ứng, nó chỉ tăng chỉ số thôi. Tức là đánh nhau hiệu ứng đen thì vẫn sẽ thua. Còn sau video này bắt đầu mình tối ưu lại trận hình một chút xíu theo cái bản chỉnh sửa cập nhật tướng. Và sang tuần sau với hôm nay mình kích thêm cái nhật ký, có thể ngày mai ngày kia kích thêm cái nhật ký nữa, là hai cái nhật ký. Xong rồi sang tuần sau mình sẽ lên nguyên tố, tuần sau nữa sẽ lên nguyên tố. Đấy là cái dự kiến là như thế nhé. Trong cái quá trình chờ sự kiện mình chỉ có thể tận dụng tối ưu cái chỉ số như các cái khả năng hỗ trợ thôi. Còn để bảo thực sự là ok được thì vẫn phải chờ lên siêu tướng thôi. Lên siêu tướng xem đấy đối thủ có lên siêu tướng hay không, thứ linh tinh thì thấy cái cửa thắng nó cao lên hay không. Còn với đội hình này thì vẫn phải chờ người ta đánh tấn công mình nhé. Thì chắc chắn là kiểu gì ngày nào sẽ bem nhau. Nói thật chứ cái lúc mà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì đánh nhau suốt ngày mà. Cái câu chuyện ấy nó chuyện hết sức bình thường nhé. Còn đây đang đánh rất là một chiều là mình tấn công trước thì mình thấy như vậy. Chứ còn chắc gì đánh sau mình đã thắng. Mà đánh nhau thì câu chuyện đánh nhau, ví dụ đánh nhau mỏ chẳng hạn, đúng không? Thằng nào tấn công trước lấy đánh trước. Như vậy cái xác suất phải gặp tình trạng đánh sau rất là nhiều. Thì mình không biết là đội hình này đánh sau có hiệu quả hay không. Thì bắt buộc mình đang phải chờ đợi cái đấy. Còn thấy đánh như vậy vẫn thấy là đa số mình sẽ khóa con Odin. Queen thì sẽ khử khá là sớm, nên thời gian Uta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi mình để như vậy. Nhưng mà nếu được bao lâu thì mình không biết. Thế cả bây giờ có Uta bảo vệ Kien thì con Odin vẫn đang bị dính hiệu ứng rồi. Nên thành ra mình vẫn đang có lợi thế rất nhiều. Và khi nó điều chỉnh con lo như vậy thì mình đang chơi theo hướng là lo nộ sớm. Và ngày xưa bị bế tắc con lo ở chỗ là sao? Tại vì nguyên tố để búp 30 nộ ngẫu nhiên thì mình không có, đúng không? Vì tuần sau mới có. Cái thứ hai là nó đánh miễn đánh thường nó không nhận nộ, nên mình không thể nào cho lo nộ sớm được. Còn bây giờ khi nó điều chỉnh thành miễn đánh nộ thì mình có thể cho lo nộ sớm được. Thế nên là ra mình có thể mới hướng lên kiểu lo nộ sớm. Nên là ra mình phải chơi xoay vòng theo cái hướng thôi. Và tất nhiên là đánh nhau thì cũng hy vọng mình cửa thắng cao cao một chút nhé. Nhưng mà thực tế không thể phủ nhận được đó là những cái ngày đầu tiên của khi mình mới lên Franky, người ta trên Uta ấy, thậm chí người ta lên Uta 1-2 ngày đầu ấy, thì mình mạnh hơn người ta. Tỷ lệ thắng của mình cao hơn. Nhưng đến mấy ngày giữa, vài ngày giữa gần đây ấy, là người ta tỷ lệ thắng cao hơn mình đấy.
Nhưng mà đến ngày hôm nay bắt đầu mình cái tỷ lệ thắng của mình bắt đầu lại cao trở lại rồi. Nhưng mà sau ngày hôm nay, sau video này mình không biết tỷ lệ thắng mình còn cao hay không. Đấy, cái này vì mình thay đổi người ta sẽ thay đổi mà. Hai bên đều điều chỉnh để mạnh lên mỗi ngày. Không nên mình không biết được. Và đó là cái điều mình cảm giác series thú vị một chút xíu, là có sự đối đầu nhau một tí thì nó cái hay của nó. Nhưng tất nhiên mình không khuyến khích các bạn đối đầu như vậy, chẳng qua cái hoàn cảnh nó phải đối đầu để chịu thôi. Đúng không? Chứ còn cái này không có khuyến khích nhé. Tại vì đánh nhau sẽ rất là thiệt tài nguyên. Chẳng qua bây giờ tôi không thằng nào nhờ thằng nào thì tôi quánh thôi. Mà quánh thì có cái cho các bạn xem đúng không? Đấy thì mình điều chỉnh một chút như vậy. Đấy thì bạn thấy là khi mình để như vậy hiện tại mình đang rất là lợi thế nhé. Còn được bao lâu mình không biết. Còn ra liên server thì sẽ hơi khó khăn hơn một chút xíu. Bị đơ thì mình đăng nhập về game đó. Còn ở cái chỗ con pet thì tại sao được chiến nó chưa lên nhiều hẳn? Thì vấn đề ở đây câu chuyện là pet nó chưa mắc được ô kỹ năng nhé. Cái này pet mắc ở kỹ năng là 25 không? Đây đa số mới được có 10 mấy thôi. Chưa lên được hết thì mình cần thêm đam. Nó tốn hơi nhiều nhưng mà nó cứ tăng lên thôi. Cái thứ hai là mình phải nâng cả thiên phú lên này. Thì bắt đầu mới tăng được chỉ số nhiều đó. Nói chung là có pet này nó là cái lợi thế về mặt chỉ số thôi. Còn đánh nhau vẫn là lợi thế về mặt hiệu ứng nhé. Còn chỉ số to cho nó oai thôi. Đấy thì cái này phải từ từ. Con pet này ở đây hiện tại nó trở thành cái ô này mình chưa ưng lắm đâu. Nếu mà đúng chuẩn như mình mong muốn nhé, đấy, nguyện vọng của mình nhé, mỗi người một quan điểm nhé, thì mình sẽ mong muốn tẩy được 3 dòng thiên phú là vật công, tuyệt chiêu, ma công, thiên phú. Thì cái đấy mình đã tẩy được rồi, đây có 3 dòng ấy rồi. Tiếp theo mình sẽ muốn có dòng sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Thì ở đây hình như cũng đã có rồi, đây có sức mạnh rồi này, có trí lực này và có nhanh nhẹn đâu nhỉ. Nhanh nhẹn đây đúng không, nhanh nhẹn rồi là xong rồi nhé. Tiếp tục là mình sẽ muốn có đủ cả 4 nguyên tố là thủy kích, hỏa kích, lôi kích và phong kích. Thì ở đây hiện tại mình mới chỉ có được là thủy kích, lôi kích và cái phong kích thôi. Hỏa kích mình chưa có, nhưng tuy nhiên mình bảo nếu bây giờ muốn tẩy được đủ 4 nguyên tố ấy, thì chắc phải khóa hết cả 3 nguyên tố này may ra mới ra đủ được. Còn reset nó khổ lắm. Tiếp tục là mình sẽ muốn có cả 2 dòng sinh mệnh phần một cái vừa cộng phần trăm là cái đã có rồi. Ngoài ra muốn có đốt cái dòng sinh mệnh phần trăm nữa cho nó mắc sinh mệnh. Nhưng hiện tại mình chưa kiếm được dòng đấy. Tiếp tục mình muốn có các dòng vật công, tuyệt chiêu, ma công vừa cộng 1% thì đấy mình đã có rồi. Đây có ma công này, có tuyệt chiêu này và có vật công này, không đã đạt được rồi. Tiếp tục nữa mình muốn có vật công, tuyệt chiêu, ma công phần trăm. Thì đây hiện tại mình đang có chưa nhỉ? Mình có vật công phần trăm này. Mình có hình như mới có mỗi vật công phần trăm thôi. Đấy thì mình đang thiếu mất 3 dòng đa phần trăm nên có thể mình sẽ vẫn thế tẩy lại đấy. Tiếp tục nữa ở đây mình muốn có sát thương đánh thường, sát thương đánh nộ, nhưng mà đây hiện tại mình không có. Nhưng bù lại có miễn sát thương đánh thường và có miễn sát thương đánh nộ. Thì mình nghĩ là cũng có thể chấp nhận miễn cưỡng được. Đấy. Thế ra bây giờ thì mình đang rất là muốn là con nguyện vọng thì vẫn muốn tẩy thêm đấy. Chỉ sợ nó đen thôi. Thì không biết có nên tẩy thêm không? Ở đây hiện tại còn 287k vàng, nhưng mà thực ra cái lễ bao chưa ăn mắc. Sang mình đang quay sáng sớm mình chưa ăn mắc được. Nhưng mà tí nữa sẽ ăn mắc thôi. Thì giờ này lễ bao cũng cho khá nhiều kinh nghiệm bảo thạch thì chắc sẽ nâng tí cho bảo thạch đấy. Nhưng mà ở đây với vậy cái mức này thì tức là mình sẽ có thêm hơn 100k vàng nữa. Thì cứ tính sang ngày mới thì nếu giả sử mình mua một viên Haki mất khoảng tầm 100k. Nếu giả sử nó bán đúng cái nguyên tố mình cần, nguyên tố này mình không lấy. Thực ra nếu mà sau tự nhiên nó đủ thì dùng, còn bây giờ hiện tại mình sẽ không lấy nguyên tố này. Thì được mất thêm 140k, tức mình tính giả sử sang 10 giờ sáng nó bán thì mình sẽ mất ít nhất là 240k vàng, là coi như hết cái chỗ này. Vậy còn lại mua lực thì mất khoảng chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Chỗ này lực đây với chỗ này chắc khoảng tầm 130-140k vàng. Thì coi vậy thì coi như là cũng vừa khít hết vàng. Thì vậy nếu mà bây giờ mình reset luôn con pet thì chắc nó hơi căng. Thì có lẽ mình sẽ để sang hôm phản hồi rồi mình reset sau. Bây giờ mình reset luôn mình sợ nó hụt vàng ấy. Tự nhiên đang ngày lễ bao tiêu đống vàng để cho nó hụt vàng nó không hay. Nên ra mình sẽ để vậy để mình sẽ không tiêu thêm cái đấy. Để sao cho nó vừa khít, hôm nay là hết luôn cái ngày lễ bao là mình vừa khít nhận được xử lý được xong cái này luôn. Còn cái quỹ hải tặc hiện tại nó chưa đến ngày phát, 3 ngày nữa mới phát vàng, đúng không? Nên dường như sẽ để cho nạp và ăn mắc để cho vừa khít là mua đấy. Còn nếu giả sử trong quá trình 10 giờ sáng không bán cái nguyên tố mình cần, thì mình sẽ dôi được 140k vàng ấy. Thì đấy có thể mình sẽ quay về mình tẩy luôn con pet cũng được. Còn hiện tại con pet thì mình vẫn sẽ có nguyện vọng tẩy thêm nhé. Nhưng do hôm nay đang trong ngày lễ ba mình chưa cố. Tinh linh thì tương đối ngon rồi. Tuần này thì thấy là cái phản hồi nó sẽ cho mình khá nhiều Wano với lại chiêu mộ đấy. Và cũng cho một chút kinh nghiệm bảo thạch nữa. Như vậy thì có lẽ mình sẽ cố cho lên thêm một viên 15. Mình sẽ cố cho lên một viên 15 cho cái đống này này. Mấy cái viên này sẽ có làm một viên nào đó 15 thì đang xem viên nào. Chắc nhiều khả năng nếu mà xác định lên siêu tướng về tuyệt chiêu chắc ưu tiên có Franky. Cái để mình sẽ lên thêm viên màu vàng 15 nữa. Nhưng mà để lên được bậc 2 vẫn chưa đủ nguyên liệu nhé, phải chờ thêm. Đấy mình phải chờ đợi thêm. Còn cái điểm ở trong cái chỗ thương thành này chắc là mình sẽ lấy đan pet đi. Thì đan pet thì nó lên cho nó nhanh. Giờ mà chờ đủ cá để nâng cấp con pet nó lâu lắm. Mình sẽ lấy đan pet mình lĩnh ngộ cho nhanh thôi.
Đúng rồi, mình định lấy thêm thần thạch nhưng mà thực ra bây giờ lấy về cũng không có nâng được ấy. Tại vì bây giờ cố một hai viên 15 là sợ không đủ ấy. Thôi, từ từ. Đó, từ mình ấn vào đây tiếp, mình sử dụng đan pet nhé. Lĩnh ngộ thành công thì tăng chỉ số, còn thất bại thì nhỏ. Lĩnh ngộ tạm tạm rồi, cái này về sau reset đi vẫn bảo lưu, mình cũng không sợ lắm nên mình cứ nâng trước rồi xong mình lấy sau. Mà hôm nay không biết do cái mai cái gì mà rất nhiều bạn đổi tên nhé, ví dụ chủ nick đổi tên thành ký ức buồn. Một số bạn các server khác cũng đổi tên, không biết đổi tên lấy may trong KF Mai hay sao. Hay đến cả đối thủ cũng đổi tên, từ Violet chuyển thành Chu Du rồi. Lại chuyển sang kiểu Tam Quốc, chả biết nữa. Đấy thì nhiều khi nó có những cái mình chả hiểu vì sao lắm, thì thôi kệ, mọi người thích đổi tên sao đổi tên thôi. Chẳng qua nhiều khi báo các bạn chút là đổi tên rồi. Ở đây tiếp tục trong cái tuần này sẽ cho mình thêm cái viên ngọc ở đây. Chẳng nó chưa sang lễ bao nhưng mà tôi chưa sang phản hồi, nhưng mà nói qua tình hình một chút. Nó cho mình thêm 10 mảnh cái viên này nữa. Như vậy nếu giả sử thuận lợi mà hai tuần kế tiếp vẫn cho ấy, thì có thể là trong cái tuần tiêu hao vàng tiếp theo nữa mình sẽ lấy được. Tại vì bây giờ mình cái chỗ này là mình đã có sẵn là 130 sách rồi, thì mình chỉ cần sang sang tuần tiêu hao vàng tiếp theo thôi là mình chắc chắn mình sẽ tiêu vàng, vì nguyên môn lực cái linh tinh nó mất khoảng tầm triệu vàng rồi, đúng không? Nên chắc chắn là mình sẽ đủ được luôn 150 cuốn để mình có thể đủ cái nguyên liệu để mình nâng cấp tổ khổ mới. Thì thứ mình chờ đây chỉ là chờ nốt cái ngọc này thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cái ngọc này tuần có tuần không, nên là cũng không để ý lắm, mình ngại check lịch. Mà thứ hai mình không phải là người làm cái lịch đấy, biết đâu nhà phải đổi ý thì sao, đúng không? Nên mình không thể biết được khi nào sẽ đủ. Mình chỉ biết một điều là cái sự kiện đặc biệt nó cho 15 mảnh, thì sự kiện thường cho 10 mảnh, thì tuần này cho 10 mảnh là 80. Tại vì hôm nay đang quay ngày lễ bao chưa có, mà sau tuần này sẽ được 80. Thế vậy thì chờ thêm 2 tuần nữa là sẽ lấy thôi. Nói chung chắc chắn là mình sẽ lên được cái đồ khổ này rồi. Với điều kiện, à không, phải có điều kiện là có nạp nhé. Không nạp thì không lên được đâu, mình toàn nạp mốc cuối thôi. Nhưng mà nếu nạp thuận lợi thì mình sẽ lên được cái đồ khổ này chắc chắn rồi. Thì mình nhảy tắt luôn phát lên đồ khổ cao nhất. Nên đó lý do ví do vì sao mình không lên cái đồ khổ ám sinh thiên. Ví dụ như mình thấy, ví dụ trong trường hợp đây, ví dụ server mình thấy ví dụ top 2 dùng ám sinh thiên đúng không? Thì đây ví dụ đây, thì cái này là đồ khổ ngon nhất của cái thế hệ 1 rồi, ám sinh thiên. Ở đâu nhỉ? Đây. No, cái này đúng không? Đấy thì mình ra mình có thể lên cái này ngay lập tức được. Nhưng mà tuy nhiên mình không có lên, tại vì mình dồn hết tài nguyên đấy. Tại vì nếu mình lên cái đấy xong mình sẽ bị mất nhiều, ví dụ mình quay vào trung tâm đổi quà này. Các bạn mình xác định lúc đấy cái lúc mà mình quyết định không lên ám sinh thiên ấy, là lúc đấy chủ nick vẫn đang nạp bình thường. Tại vì xác định nếu nick nạp nhiều nhảy tắt lên thôi. Có mỗi cái giai đoạn, có cái giai đoạn ngừng nạp suýt nữa mình lên ám sinh thiên đấy. Tại vì đấy mình bảo nếu mà ngừng nạp lên mẹ đi rồi còn để làm gì. May đấy không lên. Không lên mới có cơ hội đi tắt đồ phổ. Tại vì đây trong cái đồ phổ này, thấy cái ám sinh thiên tiêu tốn của mình, đây ám sinh thiên mất của mình tận 60 cuốn, đúng không? Trong khi bây giờ đúng không nhỉ? Đúng rồi, nó mất 60 cuốn, trong khi thực tế là mình bây giờ muốn lên đồ phổ cao nhất mình cần tận 150 cuốn. Tức là nếu giả sử đấy mình lên ám sinh thiên ấy là mình sẽ phải mất thêm rất nhiều tuần tiêu vàng và tích lũy nữa mới lên được. Còn đây là do từ đầu game bây giờ mình không lên đồ phổ nào cả, nên thành ra là chỉ cần một vài tuần nữa thôi. Tức là trong tháng này chắc mình sẽ lên được. Đấy, đã có những cái quyết định nó rất là mong manh rồi đấy, vì quan trọng là nó phải do cái này cái kia tác động đến ấy, có phải mình muốn là được đâu. Không, nhiều khi mình muốn như vậy nhưng vì lý do đó chủ đích không bơm được tiền thêm thì đấy cũng phải bó tay thôi. Đấy. Còn nếu trong trường hợp xấu hơn một chút xíu, nếu giả sử như không may không nạp mắc được thì cũng có thể chơi đồ phổ hồi sinh ở mức độ thứ hai này. Tại đồ phổ này thêm về khống chế hơn, cái này sẽ thêm về hồi sinh hơn. Cái thế hệ thứ hai đồ phổ thì ở đây ấy, thì đầu tiên là sách đã đủ rồi, cần 100 cuốn đúng không? Nhưng mà cái thạch thần bí ở đây thì nó sẽ hơi áp lực một chút xíu. Tại đây mình đang có thạch thần bí đã có 90. Mà cái thạch thần bí này nằm một cái mốc vượt qua cái mốc phải tầm 175 hay 225 thì bắt đầu mới có. Tức là nó sẽ hơi áp lực hơn một chút xíu. Nhưng tất nhiên là mình nghĩ là xác suất đủ thì vẫn đủ thôi. Chẳng qua bây giờ mình xác định là nếu mà có thể lên đồ phổ cao nhất ấy, thì tội gì mới lên cái này, đúng không? Còn tất nhiên là về mặt lý thuyết là nếu giả sử lên cái đồ phổ cao nhất nó phế quá thì đôi khi lấy cái này lấy hồi sinh thì ngon hơn. Nhưng mà mình nghĩ là đồ phổ cao nhất nó vẫn sẽ có giá trị của nó, mà đã mất công nạp thì lên luôn cái mới nhất. Và trường hợp nếu mà cái này không ưng ấy thì thôi cứ từ từ tiêu dần dần, mình lên đồ phổ này mình thay thế cũng được mà. Tại vì thực ra cứ tiêu vài tiêu hoài lại có. Tại vì cái mốc khoảng tầm 1 triệu vàng đổ xuống ấy nó sẽ cho bạn là cái quyển sách này, thì cứ tiêu mãi rồi nó sẽ đủ thôi, đúng không? Còn cái mốc từ 1 triệu vàng trở lên cho tiêu hao vàng cho mình cái quyển cho mình cái thạch thần bí. Cái thạch thần bí này bay đâu mất rồi. Đây cho mình cái này. Thấy không? Còn cái này là nạp thẻ nó cho. Nên kiểu gì thì kiểu chơi lâu kiểu gì mình sẽ có cả hai loại phổ. Thì giai đoạn đầu đấy, nếu giả sử nó không update thêm phổ mới ấy, thì mình cứ lên cái phổ mới này trước đi. Xong rồi về sau dư tài nguyên mình lên nốt cái phổ này, để tùy trường hợp lúc nào mình cần kiểu mình cần main hỗ trợ hồi sinh, mình không cần ra hiệu ứng ấy, thì mình lắc cái đồ phổ này. Còn lúc nào mình cần con main ra hiệu ứng một tí cho ngầu tí mình lấy phổ bên này. Nó sẽ cơ động cho mình hơn rất là nhiều. Và cái gì khó mình sẽ làm trước, cái này đắt hơn mình sẽ làm cái này trước. Đấy là nguyên tắc là như vậy nhé. Còn nguyên tắc là có thể mình sẽ lên cả hai đồ phổ đấy, nhưng mà giai đoạn đầu sẽ ưu tiên cái phổ này trước. Còn nó mạnh hay không lúc có thì tính, rồi bây giờ nói thật là cũng có đã có đâu, nói sẽ không chuẩn, đúng không?
Còn bây giờ có một số cái nick có cái đấy để review các bạn xem thì mình sẽ có một số nick siêu top, nhưng mà các nick siêu top người ta khỏe quá thì nó thật nó không giá trị lắm. Mình sẽ chờ xem có cái đồ phổ này có giúp mình tấn đánh nhau với top 2 nó có tỷ lệ thành công cao hơn không, hoặc có một số cái server đơn cận tỉ thí nhau có tỷ lệ thắng cao hơn không. Tại vì cái này mình thấy mình chưa biết được, mình chưa dùng cho nick server mới bao giờ. Còn giai đoạn này con mê của mình sẽ rất là phế bởi vì mình không có dùng đồ phổ. Ví dụ cái ám sinh thiên nó còn xóa được cái giới hạn máu tinh tinh không. Còn đây hiện tại con mê mình làm gì có đồ phổ đâu, nên thành ra là nó đã bị bất lợi một chút xíu như vậy rồi. Mình đã bị bất lợi mình không có Uta, thứ hai mình không có đồ phổ, thứ ba là mình hiện tại thời điểm này còn chưa có nguyên tố mới nên mình có một số cái bất lợi của mình. Nhưng mà cái vấn đề về siêu tướng không có Uta mình sẽ không quan tâm nhiều vì cái đấy sẽ không thể nào khắc phục được. Và bây giờ mình sẽ chờ đến 30 tháng 4, nên đợt này bây giờ mình chỉ khắc phục là kiếm cái đồ phổ cho main, và thứ hai là nguyên tố. Thì nguyên tố chắc chắn là hai tuần tới sẽ khắc phục được rồi. Rồi mỗi cái đồ phổ cho main thì nó đang lệ thuộc vấn đề nạp phản hồi, nếu được thì lên, không được thì lại phải tính toán lại. Đấy là một số cái chia sẻ với bạn một chút như vậy. Tiếp tục trong lúc chờ đợi mình lại quay vào trong đại chiến thế giới thì cái này cũng hết lượt mất rồi, nhưng mình sẽ cho bạn xem một trận nho nhỏ ở đây đánh thử với server F38 để xem qua một tí không, sau khi mình điều chỉnh đội hình một chút. Còn tất nhiên đánh lên cào đa số là thua nhé, để kiếm một trận thắng xem đỡ buồn. Ở đây bên đối phương có Funky, có Lo. Ở đây mình là cái giai đoạn này, lúc mà mình đang để cho Lo nộ slot 2 thì, nhưng tuy nhiên mình thấy để Lo nộ slot 2 đánh với top 2 đấy vẫn rủi ro quá. Mình cảm giác để slot 5 hiệu quả cao hơn, thế ra đội hình chốt mình đang để Lo slot 5 nhé. Và mình sẽ chờ đối thủ đánh mình xem như thế nào để điều chỉnh tiếp. Còn lúc này lúc mình đang thí nghiệm là Funky búp phát cho Lo nộ xong đến Oden nộ. Đấy mình đang chơi kiểu đấy. Còn đội hình chốt hiện tại là Lo slot 5 và Oden sẽ nộ luôn slot 2. Nói chung là cái liên server này mình không kỳ vọng cao lắm. Tại mình biết là dù mình có lên tướng nhanh một chút thì các chỉ số thứ mình đang kém hơn người ta rất là nhiều. Chỉ dù gì các server ra trước rất lâu mà, nên là ra cứ từ từ. Cứ làm sao khoảng tầm trong khoảng tầm 1 năm leo được khoảng tầm top 20-30 là được. Chứ top 10 người mạnh nhất thì cứ từ từ. Tại mình phải đi được vài con siêu tướng xem chủ nick có đủ sức chơi đến lúc ra vài con siêu tướng hay không. Còn thời điểm hiện tại 30 tháng 4 chuẩn bị lên con siêu tướng đầu tiên, thế phải mất một số cái thời gian vậy. Mà cái thời gian thì mình không nói trước được tương lai, không biết đâu đang chơi chủ nick lại bảo em lại nghỉ game thì sao, không biết được. Và nếu người ta cứ chơi đều đều thì chắc chắn là sẽ lên thôi. Tại vì chơi đều đều thì mình chỉ cần đi tắt mỗi, ví dụ mình đi tắt là con King thôi. Có King xong mình sẽ đi thẳng lên Zoro đi thẳng lên Sabo, Sabo lên thẳng Ino thôi. Cứ đi lần lượt là xong thôi, nó không bị vấn đề đi tắt con dấu nữa. Chẳng qua mình bỏ qua con Yamato một tí cho nó nhanh tốc độ thôi. Chứ nếu lên lần lượt từ đầu đến cuối thì nó lâu quá. Tại vì mỗi sự kiện lớn chỉ lên được một con siêu tướng thôi, nó liên quan đến vật phẩm đặc biệt. Trừ trường hợp con Uta nó xuống cái hộp 30 nhé. Còn những cái con khác toàn hộp 35 thôi. Như vậy thì nó chả giảm giá được mấy thì thôi cứ đi tương đối một chút cho nó yên tâm, đúng không? Kiểu vậy. Còn cái vấn đề con siêu tướng thì thường cứ chờ sự kiện ra mình chốt. Tại bây giờ mình còn đang chờ con dấu nữa. Thì cái vấn đề có con dấu nhiều hay ít nó quyết định của mình rất là nhiều. Tại vì hiện tại mình có 3-4 hướng thôi. Có 3-4 hướng để chơi thôi. Nhưng mà tuy nhiên là chốt hướng nào thì vẫn phải chờ. Cái vấn đề cái số mảnh con dấu sẽ quyết định rất nhiều cái quyết định của mình nhé. Và cái việc chủ nick có nạp đều hay không và có nguyện vọng như thế nào nó sẽ chi phối rất nhiều. Tại xét cho cùng nó không phải nick của mình, mình chỉ là người góp ý thôi. Còn người ta chốt như nào làm như thế. Với trong video trước cái đoạn mà mua cái nguyên tố ấy, về sau chủ nick lại bảo thôi từ từ mua cũng được ấy. Nhưng mà đấy mình đã mua rồi nhưng bắt buộc phải mua nhé. Nên là cũng đòi hỏi chủ nick phải chốt chuẩn cho mình tí. Bảo mua là mua, bảo không mua là không mua. Chứ đừng cứ bảo không mua xong lại bảo không mua thì cũng rất là khó. Tại nhiều khi mình thấy bảo vậy phát mình mua luôn chứ. Tại vì hôm đấy mình có khách nên thành ra mình mua luôn, không sợ quá giờ không mua được. Đấy thành ra vậy. Còn về sau chủ tịch cũng bảo vậy thôi lại không mua nữa. Nhưng mà ra đã mua mất rồi thì cứ mua thôi. Quay đoạn này sát 4 giờ sáng sắp sửa có thêm lượt rồi. Mình muốn đánh thêm một số trận trong đấu trường top 2 xem cái tỷ lệ thắng ổn chưa. Lúc nó tỏa sáng ra Vĩnh Hằng nhiều.
Rồi khống chế mình group thì đơn giản thôi. Cũng mất khoảng tầm chục lượt. Còn mà hồi sinh nữa. Mình không biết có nên tẩy luôn cái trang sức không nhỉ? Thì tầm này mình thấy cũng khá khá trang sức mới rồi đấy. Tại vì nếu mà tẩy trang sức thì tốn tí vàng mua đá tẩy. Nếu mình xem có đắt không, nếu không có thể mình tẩy tí trang sức luôn đấy. Xem nốt trận này đó. Trong lúc chờ siêu tướng thì chỉ có thể tăng trưởng những thứ tăng chỉ số thôi nhé. Và bây giờ muốn lên siêu tướng là không lên ngay lập tức được. Nó buộc phải chờ thôi. Riêng bố của Brook còn mất 13 lượt vẫn chưa giết được này. Nó trâu, Brook nó hay đánh vào nó hay tăng máu, đánh rất là trâu luôn. Mười lăm lượt vẫn chưa giết được Brook. Trâu quá thể đó. Chẳng qua mình khống chế là tuyệt đối thì mình đánh được thôi, còn không khống chế tuyệt đối là xoáy thì chết luôn đấy. Brook đánh đam cũng to đó. Đây là do mình có dàn khống chế xịn, Queen nó khóa cứng Brook rồi. Mất 16 lượt với Queen rồi. Để chui ra ngoài một chút xíu nhé. Ở đây là mình đang gom những cái túi này, gom cái túi của cái chỗ đi Grand Line. Gom nhiều mở, cũng như là gom cái túi nguyên liệu này có con dấu, những cái gì có con dấu phải gom lại để mở số lượng nhiều sẽ có hên hơn không ấy. Tại vì nó sẽ quyết định rất nhiều câu chuyện cái này nó áp được hay không. Mình có 217 thì được thêm 20 mảnh con dấu nữa, với chỗ này 55 là 75 bây giờ nếu mà hên mình mở đủ một con dấu được sẽ đỡ cho mình rất là nhiều. Còn không thì phải chơi hộp 7 thêm nên là phải cân đối thêm một chút cái đấy nữa. Thôi cái đấy cứ từ từ xử lý thôi. Bây giờ quay về chỗ cái chỗ đá tẩy một chút xíu xem có không này. Ở đây còn chỗ cái trang sức thì mình chưa có tẩy trang sức này. Đây tất cả trang sức này đều chưa tẩy không? Rồi sang bên chỗ tinh luyện. Rồi mình xuống cái trang sức cuối ở đó. Thì cái ngọc thạch nó không có gì không? Hình như trong shop nó bán đấy.
Đây ngọc tẩy luyện là 200 vàng. Tức là nếu mà sử mình mua khoảng tầm 100 viên thì bao nhiêu? 20k vàng. Thế thôi từ từ. Mua chắc phải mua vài trăm viên tẩy cho bỏ. Có mua con 100 viên thì sợ. Tại các bạn nó có 6 món ấy. 6 món mà chắc chỉ đã ra dòng hên đâu. Thôi để chờ thêm đi. Đắt quá chả muốn. Thật ra các bạn đang trong cái ngày của lễ bao không dám nhé. Chứ sang ngày khác là chơi ngay ấy. Đây là nguyên tố đấy, đấy là nguyên tố ám sắp đủ rồi này. 83 một lần nó bán mắc là 20 mảnh một tuần. Như vậy thì đấy cái tuần nó bán là coi như tròn thì như là tuần sau nó bán ra. Còn cái nguyên tố thứ hai muốn lên là nguyên tố lôi đang 57 thì mình sẽ kỳ vọng random linh tinh lên 60. Xong rồi mua thêm khoảng 2 tuần nữa là nó lên được đủ thôi. Ví dụ cái tuần có thể trong ngày mai hoặc ngày kia sẽ bán nguyên tố lôi thì sẽ lên được khoảng tầm 77, nếu không thì gọi cho 80. Xong cuối cùng lên nốt từ sau. Đấy là tính kiểu đấy. Còn một số nguyên tố khác như thủy hay là hỏa thì khá ít. Và đợt này nếu giả sử ngày mai bán nguyên tố hỏa chắc mình mua dần. Tại vì nếu đã xác định mà nạp thẻ thêm nữa, tức là có thể vẫn lên được các siêu tướng tiếp theo ấy, thì lên thêm cái hỏa cho cái vật công thì có thể lên đây cho con, ví dụ cho con Ino cho tương lai chẳng hạn. Đấy là câu chuyện nếu mà đầu tư liên tục thôi, còn đấy mình không rõ được. Còn đá tiến hóa, ngọc tiến hóa tuần này cho thêm 10 mảnh là được 2 viên. 2 viên thì thiếu 1 viên nữa sẽ lên được cái trá quỷ khống chế và cái quả ấy, quả gì nhỉ? Quên tên rồi, quả phong hồn. Đấy thì ra cứ từ từ thôi. Thì còn 1 viên nữa thì mỗi tuần là 10 thì thêm 10 tuần nữa. 10 tuần nữa là 100 nữa là xong, nó đơn giản thôi. Thì cứ từ từ rồi đủ, vì server mới nhanh quá cũng chả làm gì ấy. Tại vì nhanh quá thì cũng khó làm khác biệt, tạm server cũ vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đấy cứ từ từ thôi. Này được 2.600 xu này. Và chúng ta đổi quà chỗ trái quỷ này, bạn thấy ở đây này. Dù như trái sát thương, ví dụ như trái sát thương của Ngân Long để cho con lo dùng chẳng hạn ấy. Thì thực ra ở đây gần như sắp đủ rồi, 1.436. Mình cần 1.500 là đủ đúng không? Còn cái này đầy túi xu mở ra hoàn toàn thể lên trái này luôn. Nhưng mà nếu lên trái này xong ấy thì mình sợ không đủ nguyên liệu lên quả phong hồn bên này. Để phong hồn cũng cần những nguyên liệu này. Mà cái đá tiến hóa thì mình chắc chắn là tuần này xong thì sẽ được có 2 viên rồi. Chỉ là mình không cố nốt lên phong hồn thì không chế nó ngon hơn. Thế ra mình vẫn cố gắng nhịn một chút xíu. Còn mua bằng vàng thì khá đắt, nó phải hơn cái phản hồi cho một trái cũng phải cân nhắc đúng không? Thì giờ thời tập trung cho siêu tướng trước nó hay hơn đấy. Bây giờ sang ngày mới thì đi tìm top 2 đánh thêm vài lần ấy. Mình muốn đánh test xem cái tỷ lệ đánh trước có thắng 100% hay chưa. Ví dụ đây tìm bạn đây Chu Du này. Tức là mình cần cái tỷ lệ thắng cao khi đánh trước nha. Còn đánh sau thì có thể nó đen nó thua thì chịu thôi. Thì cái thời hiệu ứng mà chấp nhận thôi. Mình muốn xem đánh trước có tỷ lệ thành công nó cao chưa. Thì lúc nãy là có 4 trận trước 4 giờ sáng là đã thắng rồi. Ví dụ đây tiếp vào trận số 5 này. Mình xem có tỷ lệ rủi ro không. Tại vì đánh nhau thời hiệu ứng nhiều khi đỏ ăn may thôi, biết đâu đánh nhiều lần lại thua rồi sao. Đánh tiếp lần thứ 5 này. Xem cái tỷ lệ thắng có nhiều. Con main thì vẫn đang phế nhé, con main chưa có đồ phổ đang phế. Đang nhịn nhục để lên đồ phổ xịn hơn tí. Như phát này con lo là bất nộ vì dính tí hiệu ứng thì như trong hiệu ứng con Queen có một số hiệu ứng lo miễn dịch sẵn rồi sao nó vẫn ra đòn được. Mình không nhớ hiệu ứng con Queen lắm. Tại đây thấy dính cả hiệu ứng đen đen của con Queen thì quên bố là cái gì rồi. Còn về lý thuyết là mình để slot cuối để mình muốn đánh nộ đấy. Như phát này thấy có thể tỷ lệ mình sẽ bị thua này. Mình xem liệu có bị thua thật không nhé. Hay vẫn lật kèo nhé. Phanh kỳ sẽ xóa hiệu ứng bất lợi cho con Oden. Thì Oden này có cơ hội có thể nộ được nhưng hoàn toàn Queen có thể khống chế thêm. Oden nộ được à, vị khống chế à. Đảm bảo có thể nộ được vẫn không được. Đấy, hy vọng con lo vậy. Đánh nhiều lần mới biết tỷ lệ thành công nó như thế nào. Lo tiếp tục búp cái khiên miễn đánh nộ tiếp này. Nhưng mà vẫn dính xoáy nhé. Và phát này nguy cơ mình thua rồi. Còn mạng hồi sinh phía trên thì mà trông hơi rủi ro. Vì con Queen cho độc nó rút máu khá nhiều.
Thôi bị khống chế tiếp rồi. Còn mình lo là phát này nguy cơ thua. Đấy đây bảo mà 4 trận trước thắng có thể ăn may, trận thứ 5 vẫn có thể thua. Bắt đầu khó đấy. Phát này nguy cơ lật kèo là hơi khó đấy. Tiếp tục thử thêm lần nữa nhé. Để phải đánh thật nhiều lần để xem tình hình thế nào. Cũng như xem nên dịch con lo lên sớm một nhịp không, cho con mê xuống cuối không. Tao đánh slot 4 chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn thích đánh slot 5 hơn. Thử nhé. Ở đây do server mới đa số hai bên đều không lên những con nhùng trí được ấy. Nên thành ra hai bên đều sẽ tối ưu nộ nhé. Thế phát này mình khóa được queen thì có lợi thế phát này. Làm sao đánh khoảng tầm 10-20 lần thua 1-2 lần thôi là đẹp. Còn bỏ thắng 100% thì mình không kỳ vọng lắm. Nhưng mà nếu đánh khoảng tầm cứ một lần thắng lại một lần thua rất là áp lực nhé. Thôi bị mấy học con lo rồi. Nếu mà đứng slot 5 mà vẫn rủi ro dính hiệu ứng thế này thì khéo lại phải đẩy con lo lên sớm. Để cho đánh trước con rô đen nó bị hiệu ứng đi. Rất là hên xui thằng nào hiệu ứng thằng nào. Nhưng ví dụ như mình hiệu ứng con rô đen địch ấy thì đứng slot 5 chả sao. Nhưng ví dụ như pháp vừa rồi mà thấy là rô đen ra đòn phát nó khóa mất con lo của mình. Thì khéo lại phải dịch lên sớm sớm một tí. Rất đau đầu cho đấy luôn ấy. Tại vì Oden có thể phá miễn dịch hai con, mình chả biết phá chúng con nào. Như vậy theo hai trận vừa rồi thì phải để cái lo lên. Để chơi slot 5 cũng đéo ổn. Rất là phức tạp luôn. Tại vì Oden ra đoàn đầu nó không khóa được Oden địch thì mình rất dở. Nên mình thử đẩy cái lo lên sớm hơn nhé. Bây giờ mình đẩy cái lo lên trên này, Queen đứng cái slot này. Làm sao thì đánh trước phải cao cao thắng một tí xíu thôi. Con Queen bên kia nếu mà cái viên nguyên tố nó phát huy tác dụng ấy là nó sẽ nộ sớm, còn không sẽ đánh thường. Đánh nguyên tố nó hên xui 30 nộ. Phát này mình khóa được ô đen này có lợi thế này. Nó rất là hên xui quả ô đen luôn. Lần này khác cái lần trước là lo nộ sớm đó. Lo mình đang xoáy nhờ quả lưỡi dao dài thông qua cái trúng độc nhé. Còn chưa có trái ngân long thì hơi lâu một tí. Có người về sau có ngân long thì sẽ xoáy kinh khủng hơn. Chứ hiện tại đang khóa ô đen thì phát này tỷ lệ cao mình lại thắng được. Rất lệ thuộc quả hiệu ứng ở hai bên. Phát này gần như 99% là sẽ thắng rồi. Rất là hên xui rồi, cũng không biết nên để thế nào hợp lý nữa. Amigas, día a día, no me importa lo que digan, no hay que decir.
Thử thêm lần nữa nhé. Đánh bạn bất kỳ để tìm bạn kia đấy. Quay trở nhất quả này ô đen nó khóa con nào đi. Đấy phần này khóa ô đen tiếp thì mình lại có lợi thế. Nhưng phần này con queen như kia nó búp được cái ngọc rồi cái nguyên tố mới lại nổ sớm được. Trầm mặc với con quy bên kia. Choáng luôn à. Phát này ngầu đấy. Phát này Mỹ lại tỷ lệ cao mình lại thắng. Nhưng mà không có đánh thêm vài trận nữa có thể mình sẽ thua nhé. Rất là khó nói luôn. Uta nó hóa giải hiệu ứng cho con đô đen rồi. Con này cố gắng khống chế lại và giết luôn thì cũng được. Không được. Để cái lo miếng đánh nộ rồi. Chỉ sợ dính hiệu ứng thôi. Ôi vẫn chết, đậu phộng đấy chứ. Miếng đánh nộ vẫn dính cái đòn sau. Và mỗi phanh kỳ chưa dính hiệu ứng, hy vọng phanh kỳ vậy. Tức là lại khóa rồi nhưng Uta chủ ý lại nộ tiếp lại xóa được hiệu ứng. Thế quá sao kết liễu nó sớm sớm thì không nguy hiểm nữa. Mình queen thì hơi khó nhỉ. Chứ phanh kỳ khó sống hơi bị khống chế rồi. Phát này nguy cơ lại thua rồi. À ô đen còn hồi sinh rồi. Nhưng bị khống chế. Để phát này nguy cơ lại thua nhé. Nên đánh rất là hên xui chỗ đấy luôn. Thử chơi theo kiểu cho lo nộ sớm nhé. Ô đen lùi xuống tí nhé. Cái đảo linh tinh này. Đánh nó hên xui vãi trưởng. Cái này vĩnh hằng được con queen thì lại có lợi thế. Như này không khống chế được con ô đen. Thôi khiên bảo vệ ô đen là nguy hiểm rồi. Cái này lại nguy cơ thua.
Còn lò chết thì sẽ Vĩnh Hằng một con đấy, Vĩnh Hằng chú con Uta mà mình phanh kỳ sợ hơi khó. Thế tôi phải đi đảo đi tí nữa nhá. Nói chung mình nghĩ gần như sẽ cố định con phanh kỳ đánh đầu cho kích nộ. Dù bây giờ lại để thế này, lại để Queen ra trước đi, cho lo đứng sau nhé. Cái này khống chế tốt thì lại có lợi thế. Dùng nó hên xui thì chỗ khống chế thôi. Chờ vẫn hên xui quá nhỉ. Chồng vẫn chưa cứng rồi. Chồng vẫn chưa yên tâm chút nào vậy. Đây, quay trở về cái phong cách cũ xem nào. Thử cho lo đánh đầu đến ô đen xong đến thử cho phanh kỳ xuống dưới nhé. Mình đảo linh tinh tí thôi. Phát này khởi đầu thì khóa con Queen này có lợi thế. Cái này khóa được ô đen là ngon rồi. Nói chung tất cả ăn may là chính nhé. Chả biết xếp kiểu gì đâu.
lâu lắm thế còn mền nó sống được, cái khống chế tốt thì mền nó sống được. À, không biết lúc có đổ phổ có khá ăn không. Mình Uta chắc không sợ đâu. Thử thêm lần nữa rồi chốt lại video nhé. Mình cứ đánh vậy. Xong chờ người ta online xem đánh hên xui thế nào tính tiếp. Lâu lâu cứ đảo lung tung đi tí mà. Thật ra nếu để con lo slot 1 thì để tới có cái nguyên tố ấy, thì có thể hên xui nó nộ sớm được hay hơn. Để vậy mình cũng chả biết là lợi hay không lợi nhé. Quan trọng nhất phụ thuộc là chốt con Oden đánh khóa con Oden địch không. Nó khóa được thì thường tỷ lệ thắng sẽ cao. Và không khóa được Oden địch thì dường dễ thua đó. Cái này khóa mỗi Queen là hơi bất lợi nhỉ. Phải khóa được Oden chứ. Cứ để Oden nó nổ được nguy hiểm lắm. Phát này may không bị khống chế. Ủa, phát này vĩnh hằng được Oden thì ngon. Vĩnh hằng thì Uta không xóa được. Nó chỉ là tỷ lệ, nó cũng không nói 100% được. Khóa tiết ở Oden thì tốt quá. À Oden nó bị vĩnh hằng sẵn rồi đấy. Oden cố lên nào. Phát này lại nguy cơ lại thua. Để sống Oden nguy hiểm quá trời. Thì hơi phân vân giờ có nên đổi lại chấp nhận mất hồi sinh của con Frankie để dồn lại đồ cho Oden nữa không? Hơi đau đầu tí. Thì giai đoạn này thực ra vẫn đang dựa vào Oden khóa khá nhiều ấy. Đang đau đầu cho đấy một chút xíu. Cái này thua chắc chắn rồi. Rồi, tạm thời kết thúc cái video này, tạm thời mình sẽ tạm thời cứ để cái lo xuống nhé. Mình để Frankie lên, lo xuống đi. Mình cũng không muốn đánh nó quá sớm nữa. Để vậy xem thế nào tính tiếp nhé. Do mình phải chờ đối thủ đánh mình trước cơ. Video tạm thời cứ kết thúc ở đây đã. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào nhé.